Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Hi, xin chào anh em trở lại với channel Trẻ Em Game. Tất cả anh em chơi Liên Quân đều đã nhiều lần đón nhận những cái chết láng xẹt trong một trận đấu bởi một chút thiếu tập trung và cả khi đối thủ quá tinh quái. Hạ gục bạn bằng các cú lừa, dụ bạn bằng lòng tham hoặc vì trách nhiệm của một người trợ thủ phải trích bụi hay một thần rừng thích tranh chừng trị. Và đôi lúc là việc quá xanh sao nên ảo tưởng sức mạnh cùng sự mất tỉnh táo khi chơi. Thứ nhất, tranh chấp con chim. Trước đây, rùa và giờ bây giờ là chim trinh thám. Hầu như những người đi đường nếu không cẩn thận sẽ bị lừa ra ăn chim và mất đi cả mạng hạ gục. Khi anh em đang thấy nó ăn chim mà vẫn muốn KS, nhưng bất ngờ dừng tin địch hoặc là mid cùng roam từ trong bụi lao ra đánh tập thể. Lưu ý cho anh em là khi đi đường, nếu không có tầm nhìn của rừng và mít tiêm địch thì tốt nhất đừng ham những mục tiêu như vậy. Bạn sẽ phải trả giá đắt nếu như sai sót. Nếu muốn tranh chấp, bạn phải nhìn bản đồ nhỏ xem có thấy tầm nhìn của mít đối thủ hay không và phương hướng của roam và rừng đối thủ như nào, trừ khi bạn là một vị tướng rất cơ động. Bằng cách bật voice chat hỏi đồng đội, nếu không phát hiện ra tầm nhìn thì bỏ đó không quan tâm. Hoặc nếu đang dưới cơ thì đừng cố tranh chấp con chim, bạn có thể bị cấu rỉa máu, phải về nhà hoặc tệ nhất là lên bảng điểm số. Còn nếu muốn ăn chim sớm, một là tự lực cánh sinh trên cơ đối thủ, hai là dù mít hoặc là trợ thủ để phụ giúp nhé. Thứ hai, tranh chấp bùa lợi. Thường ở các bậc anh bậc cao thì việc cướp rừng xảy ra liên tục, đánh nhau chí chóe, một vài người đều có thể thực hiện một pha cướp an toàn và rút lui thành công. Nhưng anh em hãy cẩn thận bởi những cái bẫy chết người này. Khi bạn tổ chức cướp bùa lợi thì đồng nghĩa với việc team địch sẽ phải cảnh giác và sẵn sàng phục kích ở các bụi gần bùa. Vì vậy cần phải luôn cảnh giác và nếu cảm thấy không an toàn có thể kêu gọi đồng đội hoặc khi đã có tầm nhìn của đối thủ. Khi bạn cướp, hãy chắc chắn rằng bạn có thể đánh lại người ta. Chứ ít thấy nhiều anh em đi rừng kiểu rừng nhà bị ăn sạch rồi sinh ra bần cùng sinh đạo tặc, sang rừng nó một mình và lại bị đánh cho mất cả ván đấu nhé. Và đôi lúc rất buồn cười khi mà bị thọt, rừng nhà thì không chịu farm mà thích sang rừng địch và kết quả là sấp mặt. Và nhiều anh em khi anh em cầm Arum cứ thích sang phá, trong khi bản đồ thì không check và gặp ngay 4-5 thanh niên, đôi lúc cả năm vị tướng địch úp sọt. Và kết quả ra sao hẳn anh em biết rồi. Cái quan trọng ở đây đó chính là tầm nhìn và thông tin đối thủ. Nếu không đừng chủ quan, đôi lúc chỉ cần check đối thủ ăn bùa gì trước là đủ. Hoặc nếu bạn một mình ăn bùa không đồng đội giúp mà bị 4-5 đối thủ ùa vào cướp ở cấp độ 1 thì tốt nhất là bỏ. Nếu chất tướng kém cơ động, đừng cố đứng lại chịu chết nhé. Một là chủ động kêu gọi đồng đội sang đổi bùa, hai là sang bùa còn lại để farm. Thứ ba, tranh chấp rồng đầu và rồng bạo chúa cùng tà thần. Việc tranh chấp rồng đầu đem lại lợi thế lớn cho cả hai bên, nhưng đó là một cái bẫy chết người nếu không muốn nói là có thể bị snowball trận đấu đến hết ván đấu. Hãy luôn nhớ giữ máu của tất cả thành viên trước khi rồng ra, ai hết máu thì nhanh chóng về hồi phục. Các vị trí đi đường nếu không farm nhanh thì phải chờ lính vào trụ để farm, thà chậm cũng được, miễn sao không để mất máu quá nhiều thì cơ hội tiến vào hang rồng sẽ dễ dàng tranh chấp hơn. Còn nếu nhìn thấy team mình mất quá nhiều lợi thế như là nhiều người bị cấu rỉa máu hoặc kể cả bị hạ gục, không có tầm nhìn ở các bụi cỏ có rồng thì tốt nhất nên bỏ rồng về farm, tránh giao tranh khi lượng tiền và cấp độ thua thiệt so với tiên địch. Còn late game, rồng bạo chúa và tà thần dễ là mồi chôn và là mồi nhử dụ các team địch thủ nhà lao ra tranh chấp, nên hãy thật cẩn thận, nếu không sẽ phải trả giá đắt. Đa số đầu game ai ai đều muốn có rồng đầu, nên người đi đường rồng chính là mục tiêu bị cấu rỉa máu sớm để lấy đi lợi thế. Bởi chỉ cần người đi đường rồng bị mất máu đi khoảng tầm 50% lượng máu thì giao tranh rồng chính thức mất đi khá lợi thế. Còn nếu bị về nhà hồi phục thì xác định nhé. Khi đó là màn cạnh tranh chừng trị. Còn nếu cảm giác khó an ư, bỏ rồng đi, đi farm hoặc để trụ. Về cuối game, đa số các đội đều dùng rồng hoặc là tà thần để dụ đối thủ, nên anh em cần thực sự cảnh giác xem là có thể tranh chấp hay không và nên tiến vào ra sao. Các bạn nếu có một vị tướng đầy lề mạnh và cơ động có thể sử dụng chiến thuật đẩy đường cao để áp chế việc phục kích rồng hoặc là tà thần này. Thứ tư, dùng kẻ địch yếu máu làm mồi nhử. Anh em có rất nhiều lần dí địch vào tận trong trụ nhà chính rồi lại bị chết ngược. Nhiều lần anh em dí địch vào tận rừng nó rồi bất ngờ bị úp sọt rồi lại chát. Làm gì mà đông vậy? Để khắc phục điều này, tốt nhất là khi giao tranh xong không nên đuổi mà hãy ăn các mục tiêu lớn, ví dụ như là trụ, rồng hay là cướp bùa. Vì suy cho cùng, game Liên Quân là một game MOBA phá công trình mà. Ngay cả bản thân S, đôi lúc lòng tham nổi lên rất có thể mắc phải sai lầm này. Các vị tướng thấp máu kiểu tanker hoặc các vị tướng trợ thủ thấp máu, nhưng bản thân lại có cả một tấn thứ để outplay và đôi lúc còn dùng cả xạ thủ để dụ kèo, ví dụ như là Phoenix có chiêu 2. Nên anh em, khi đuổi tướng thấp máu
nhớ check tầm nhìn ở bản đồ nhỏ liên tục. Nhớ một điều, mạng sát đao luôn mang lại cực nhiều tiền cho đối thủ. Thứ năm, bị đầy lẻ, hay chúng ta gọi là backdoor, chiến thuật của người Việt. Với những người đi sâu đường cáo già hoặc những thanh niên muốn nắc lốt kinh dị, biết lúc nào thoát ra khỏi giao tranh để đầy lẻ, hãy đẩy cao đợt lính trước khi ra combat, và rất dễ bạn win trao tranh nhưng không lấy lại được mục tiêu gì. Trong khi đó, trụ với nhà mình biến mất trong chớp mắt. Đầy lẻ cũng là một đặc sản của Liên Quân Việt Nam nên hãy trân trọng. Lỡ đáng xíu là có thể đi cả ván đấu. Đúng vậy, đừng quá mải giao tranh để bị đầy lẻ mà muốn về chẳng được vì đối thủ kìm chân nhé. Đầy lẻ là cách giải quyết trận đấu không tồi một chút nào. Trên đây là năm cú lừa đẳng cấp anh em cần phải chú ý và tránh mắc phải, chắc chắn giúp cho anh em đeo đanh tin cậy và an toàn hơn, có ích đặc biệt cho anh em nào mới chơi Liên Quân để tránh bị cú lừa này nhé. Nếu có quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video này. Và nếu hay, đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó chính là động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.
Các bạn thể lên trên này để mua thẳng các nick hoặc là thử vận may với 9k, 15k, 25k. Rất tuyệt vời đúng không nào? Chỉ vậy, khi các bạn có nhu cầu thử vận may này thì lên trang.vn hay là mua thẳng các nick để mà không lo việc bị trùng thông tin hay là không cần phải hên xui thì cứ lên trang.vn để mà mua và tìm kiếm các vận may cho mình nhé các bạn ơi. Đủ thoải mái để cho anh em có thể lựa chọn, đó chính là trang.vn. Để ủng hộ F, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.